Vào mùa mưa bão rất dễ xảy ra những sự cố về điện, không chỉ gây gián đoạn cung cấp điện mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp. Cùng với chủ động đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tiếp tục tăng cường công tác phát quang hành lang tuyến và hỗ trợ người dân kiểm tra lưới điện sau công tơ nhằm giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão. Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2020, việc vi phạm hành lang tuyến chiếm hơn 30% nguyên nhân sự cố lưới điện. Để giảm tỷ lệ này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã tổ chức phát quang ở hơn 18.400 vị trí với hơn 124.600 cây vi phạm hoặc có nguy cơ ngã đổ vào đường dây. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đến người dân, trong đó có treo banner tuyên truyền và số điện thoại liên lạc tại khu vực trồng cây nguyên liệu để người dân biết về quy định và gọi điện khi cần hỗ trợ. Nếu có sự hỗ trợ từ điện lực, trong việc khai thác sẽ tránh được tình trạng cây ngã đổ vào đường dây và tai nạn điện cho người dân. Đừng cho dây điện ngã vô cây, cây đừng ngã vô dây điện. Rồi, hay có gì đó thì mình báo cho điện lực. Nói chung xung quanh đường đây dây điện, dây đồ mà có ngã thì báo cho điện lực thế thôi. Trong công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp á, thì cái giải pháp quan trọng là cái việc yêu cầu các điện lực trước mùa mưa bão và tổ chức kiểm tra và lập cái phương án phát quang hành lang tuyến từng cụ thể từng cái tuyến một. Đối với những cái vị trí mà yêu cầu các cái khối lượng lớn cây cấu cần phát quang nhiều thì chúng tôi huy động nhiều điện lực, huy động tổng hợp các cái nhân lực có sự tham gia đề nghị địa phương hỗ trợ để các cái điện lực thực hiện thuận lợi. Và trong cái phát quang lần tiếng này thì cũng đối với khi mà có mùa bão sắp đến á thì chúng tôi yêu cầu các điện lực như là công ty cũng chủ động đề nghị địa phương hỗ trợ điện lực phát quang hành lang tuyến trước mùa bão. Cái điều kiện này rất là quan trọng vì khi mà bão đến mà chúng ta không phát quang thì là cây cối ngã vào đường dây và gây sự cố đứt dây gãy trụ rất nhiều, thì đó cái thời gian khắc phục rất là lâu. Cái giải pháp mà cuối cùng là chúng ta nghĩ rằng công tác tuyên truyền rất là quan trọng đến người dân về cái việc là bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp và cái sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả. Với những lưới điện hạ áp mới tiếp nhận, Công ty Điện lực Quảng Ngãi tăng cường cải tạo, gia cố lại lưới. Ngoài ra, công nhân điện lực cũng hỗ trợ kiểm tra đường dây sau công tơ, thiết kế điện trong nhà và hướng dẫn để người dân dùng điện an toàn tại gia đình, nhất là khi có mưa bão. Trước kia thì rất là tạm bỡ, dây nhợ, dân không có điều kiện là lắc lập sập nguy hiểm, nhất là mùa mưa bão tới đây nè. Khi mà điện lực đưa cái đường dây như thế, trụ triết rồi như thế này mà về trước cái đường xá như thế này thì nó quá tốt. Để làm tốt phương án đảm bảo cấp điện mùa mưa bão, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng cần sự phối hợp chặt chẽ từ địa phương và sự hỗ trợ từ người dân. Hạn chế tối đa cây ngã đổ vào đường dây điện khi có bão hoặc khôi phục lưới điện nhanh chóng. Nếu có xảy ra sẽ đảm bảo được nguồn điện liên tục, phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Hơn hết là đảm bảo điện cho công tác phòng chống lụt bão khi thiên tai xảy ra.